nó cho đây là parabol nè, đường thẳng nè, đây chính là fx nè, đây chính là gx nè. Thì mình nhớ là cái công thức tính v đi bằng pi tích phân từ a đến b chỉ đối f bình x trừ g bình x dx, chốt chưa? Fx có chưa, gx có chưa, giờ chỉ còn thiếu hai cận này đúng không? Muốn tìm hai cận này làm gì? Phải thuộc đi, phương trình hoành độ giao điểm của fx và gx đó, cho cái vế phải của nó bằng vế phải bên đây, sau đó chuyển qua một vế, sau đó bấm máy tính thì sẽ ra hai nghiệm x bằng 0 và x bằng 1. Vậy mình đã có a chưa, có b chưa? Vậy mình ráp vô công thức v bằng pi tích phân từ 0 đến 1 chỉ tuyệt đối f bình x, vậy là x mũ mấy, mũ 4, trừ g bình x, vậy là x mũ 2, dx. Tới đây bấm máy tính được chưa? Và làm ơn làm phước đừng có bấm bi vô đó nha.